Báo Pháp bị sốc khi huấn luyện viên Chusie mất việc ở Việt Nam. Việc huấn luyện viên Chusie đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam khiến cho báo giới Pháp bị sốc. Tin sét đánh, huấn luyện viên nổi tiếng người Pháp đã mất việc, đó là dòng tít trên tờ Football 365 Pháp sau khi huấn luyện viên Chusie rời khỏi cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này còn bình luận, kinh nghiệm huấn luyện của vị huấn luyện viên 69 tuổi dài như một dòng sông. Huấn luyện viên Chusie có thể gây thiện cảm nhờ bản công văn, giới thiệu bản thân, đẹp mắt. Ông từng dẫn dắt nhiều đội bóng mạnh như Nhật Bản, Morocco, Nigeria, Nam Phi trong suốt sự nghiệp cầm quân. Tờ Football 365 cho rằng nguyên nhân chính khiến huấn luyện viên Chusie mất việc là vì thành tích tệ hại của đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này bình luận, huấn luyện viên Chusie phải trả giá đắt vì kết quả đáng thất vọng ở Việt Nam, đặc biệt là sau trận thua 0-3 trước Indonesia ngay trên sân Mỹ Đình. Màn trình diễn kém cỏi trong trận đấu với Indonesia được xem là giọt nước tràn ly khiến cho ông mất việc ở đội tuyển Việt Nam. Một tờ báo nổi tiếng khác của Pháp là RMC Sports bình luận, huấn luyện viên Chusie mất việc ở đội tuyển Việt Nam sau thành tích kém cỏi. Trước khi ra đi, ông đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì thành tích của đội tuyển quốc gia không đạt được kỳ vọng. Sức ép của người hâm mộ Việt Nam dồn lên huấn luyện viên Chusie ngày càng lớn sau thành tích tệ hại. Với 4 điểm ít hơn so với Indonesia, Quang Hải và các đồng đội có rất ít cơ hội tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Trước đó, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chusie đã xếp cuối bảng ở ASEAN Cup 2023 sau 3 trận toàn thua. Theo nguồn tin từ Dân Trí, VFF xác nhận sẽ hỗ trợ huấn luyện viên Chusie 3 tháng lương, tương đương 4 tỷ đồng, thay vì đền bù toàn bộ hợp đồng của ông thầy người Pháp. Đại diện VFF cho biết, trong quá trình thương thảo, đôi bên cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26 tháng 3 và không có đền bù. Chúng tôi đề nghị hỗ trợ khoảng 3 tháng tiền lương và ông ấy vui vẻ chấp nhận. Ông ấy dường như đã chuẩn bị tinh thần cho việc này. Vào chiều nay ngày 28 tháng 3, VFF tạm thời bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á 2024 thay thế huấn luyện viên Chusie.